Chu Kỳ phân mảnh sắp nhập linh hồn. Sau khi được chào đón bởi linh hồn của những người thân, các vị thầy tâm linh, người hướng dẫn, linh hồn đi thẳng vào thế giới linh hồn. Tùy vào độ phát triển, độ lớn của năng lượng và rung động của mình, linh hồn sẽ bị lực hấp dẫn kéo đi trong thế giới linh hồn để đến với khu vực có rung động tương ứng. Những linh hồn có cùng trạng thái tâm thức rung động giống nhau sẽ được hút về cùng một khu vực riêng để có thể trao đổi và học tập với các vị thầy tâm linh thông qua quá trình xem lại cuộc sống. Tại đây, linh hồn sắp nhập trở lại với toàn bộ bản thể thực sự của mình, trở thành một linh hồn hoàn thiện. Bản thể hoàn chỉnh này là toàn bộ năng lượng linh hồn trong tất cả các kiếp sống, với mỗi kiếp sống là một phân mảnh được trải nghiệm trong một khoảng không thời gian của bản thể để hoàn thiện đó. Kết thúc quá trình sắp nhập này, linh hồn có thể nhớ lại tất cả các kiếp sống khác đã từng trải nghiệm của mình. Chúng ta thường được dạy về giáo lý Chúa Ba Ngôi, trong đó Thiên Chúa là duy nhất hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, hay gọi là Chúa Thánh Thần. Bản chất của giáo lý này chính là thể hiện sự phân mảnh của thế giới linh hồn. Thiên Chúa duy nhất chính là trường năng lượng tổng thể, Thượng Đế. Trường năng lượng này phân mảnh thành linh hồn các đấng tạo hóa, rồi tiếp tục phân mảnh thành các bản thể cấp độ thấp hơn, với linh hồn là một cấp độ phân mảnh trong đó. Mỗi kiếp sống như một bộ phim dài tập, bạn có thể đóng nhiều vai khác nhau, có thể là nam, là nữ, ăn mày, nhà vua, người lính, tướng lĩnh, vân vân. Tùy vào mong muốn trải nghiệm của linh hồn, những trải nghiệm này không chỉ ở trái đất mà còn tồn tại ở vô số cảnh giới khác, không giới hạn. Linh hồn hiện tại trong kiếp sống của bạn là một phân mảnh của linh hồn hoàn thiện, thường được gọi là bản thể cao hơn. Các bản thể cao hơn này gồm nhiều cấp độ khác nhau, là tập hợp của nhiều bản thể cao hơn như các vị thầy tâm linh, các đấng tạo hóa, hay cao hơn nữa chính là Thượng Đế. Linh hồn càng tiến hóa, tâm thức rung động càng cao, có nghĩa là nó được hợp thành từ nhiều mảnh hồn nhỏ. Khi đó, năng lượng càng để tái sinh trở nên rất nhỏ so với tổng năng lượng của linh hồn. Điều này làm cho linh hồn chủ động phân chia thành nhiều mảnh khác nhau, phóng ra các khoảng không thời gian để trải nghiệm nhiều nhất có thể. Vì vậy, một linh hồn có khả năng đầu thai vào nhiều xác trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, do có sự tối ưu trải nghiệm, linh hồn sẽ chọn những thể xác ở những địa điểm và điều kiện sống khác nhau. Ví dụ như nếu linh hồn tái sinh trong một thân xác tại Việt Nam, linh hồn sẽ chọn một thể xác ở địa điểm rất xa như châu Âu, châu Phi hoặc có thể là một hành tinh khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, linh hồn có thể tái sinh ở hai thể xác có khả năng gặp nhau vì một trải nghiệm đặc biệt nào đó. Nhưng trường hợp này rất ít xảy ra. Trường hợp những phân mảnh này gặp nhau, họ sẽ có cảm giác thân thuộc như nhìn vào chính mình, bởi vì họ chính là những phân mảnh, những mảnh hồn anh em của nhau. Những mảnh hồn anh em được tách ra từ một thực thể thường được gọi là twin flame, linh hồn song sinh. Tuy nhiên, khái niệm này thường được chúng ta hiểu không chính xác khi cho rằng linh hồn đó là nửa kia của mình, là người đặc biệt đến để kết duyên như người tình vợ chồng. Trên thực tế, những người chúng ta nghĩ là linh hồn song sinh thực chất là những người có quan hệ nghiệp quả trong kiếp trước, kiếp này trở thành vợ chồng để cân bằng lại nghiệp quả đó. Linh hồn song sinh thực sự hầu như sẽ không thể gặp nhau trên cảnh giới này. Ngoài ra, sự phân mảnh linh hồn không chỉ giới hạn trong sự sinh đôi mà nó còn có thể tạo ra vô tận linh hồn. Riêng với cảnh giới con người, đa phần linh hồn chưa tiến hóa. Trường hợp này, nếu phân mảnh sẽ chỉ trải nghiệm những dạng sống cần ít năng lượng như cây cối, cá, động vật, các nguyên tố cơ bản như đất, đá, nước, vân vân. Nên hầu hết những linh hồn trái đất chỉ tái sinh vào một thân xác để làm người. Với sự gia tăng đột biến của dân số hiện nay, số lượng linh hồn bản địa của trái đất không đủ để lấp đầy thể xác, nên cần vô số mảnh hồn từ các cõi khác đến để lấp vào. Vì vậy, hiện đang có khoảng vài tỷ linh hồn trên trái đất có nguồn gốc ngoài hành tinh, được gọi là những Starseed. Họ đến để trải nghiệm một trong những vở kịch hay nhất của vũ trụ, đó là sự chuyển đổi của trái đất sang thời đại mới. Sau khi có trải nghiệm cuộc sống đầy đủ, những mảnh hồn phóng ra sẽ trở về với thế giới linh hồn thông qua cái chết, tạo thành những chu kỳ của linh hồn. Càng nhiều chu kỳ diễn ra, linh hồn càng nhiều trải nghiệm, khả năng tiến hóa và phân mảnh sẽ càng lớn. Thông thường, trong những chu kỳ này, linh hồn sẽ không phóng ra toàn bộ năng lượng của mình mà vẫn giữ một phần ở lại thế giới linh hồn. Điều này lý giải hiện tượng những linh hồn đã đi đầu thai rồi mà vẫn có thể gọi hồn, giao tiếp, chào đón những linh hồn người thân khác trở về thế giới linh hồn. Nếu các phân mảnh có vấn đề trong các kiếp sống trở thành linh hồn lạc lối, linh hồn hoàn thiện sẽ phải thu thập lại các mảnh đó để có thể tiếp tục tái sinh trong các kiếp tiếp theo. Một linh hồn càng có nhiều phân mảnh bị mắc kẹt, thì linh hồn sẽ bị phân rã ra thành nhiều mảnh vương vãi ở nhiều khoảng không thời gian khác nhau. Điều này thường được nhân dân gọi là hồn siêu phách lạc. Một người hồn siêu phách lạc sẽ dễ dàng bị các thực thể vong hồn khác nhập vào những khu vực bị rách trên trường năng lượng linh hồn và gây ra tinh thần cũng như bệnh tật cho chủ thể.
Để minh họa phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một đoạn thôi miên được thực hiện bởi bạn Jenny Uyên Chu. Đây là ca mà chủ thể là nữ khi ở trạng thái thôi miên sau đã được gặp Chúa. Chúa nói rằng chủ thể có linh hồn bị tan rã như những quả bóng, rải rác ở nhiều nơi và cần phải thu thập những mảnh hồn đó lại. Dưới đây là quá trình chữa lành trong ca thôi miên này. Uyên, hãy di chuyển đến cuộc đời đó, khung cảnh mà linh hồn bị rải rác. Chủ thể, em thấy một người phụ nữ tóc dài khá đẹp, cô ấy là một thiếu nữ trong thôn. Uyên, cô ấy là ai? Chủ thể, cô ấy tên là Vọng, cô ấy khoảng 20 tuổi. Chúa bảo đây là một phân mảnh linh hồn ở chiều không gian khác của con. Uyên, còn những mảnh linh hồn khác ở đâu? Đấy là mảnh hồn bị thất lạc hay là chủ động đi đầu thai? Chủ thể, tự nguyện đi đầu thai, mảnh này sẽ trở về hợp nhất được. Uyên, không hợp nhất có ảnh hưởng gì không? Chủ thể, có, bị ảnh hưởng năng lượng. Uyên, em hãy cầu xin Chúa cho em xem khung cảnh mảnh hồn bị thất lạc, cần phải gom về lúc này đi nhé. Chủ thể, em thấy một người chiến sĩ còn sống tên là Tiến, khoảng 26-28 tuổi gì đấy. Uyên, Tiến đang làm gì? Chủ thể, chiến tranh chống Mỹ đang chạy khỏi cái gì đó. Uyên, hãy di chuyển đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của Tiến, điều gì đã xảy ra? Chủ thể, Tiến bị bắn vào chân, chảy máu quá nhiều, đang cảm thấy rất đau đớn, sợ hãi. Chủ thể cũng có cảm giác đau đớn tương tự. Uyên, em hãy rời khỏi cơ thể của Tiến, là một linh hồn cảm giác thế nào? Chủ thể, không còn đau đớn nữa, nhẹ nhàng bay bổng. Uyên, em rút ra bài học gì trong cuộc đời này? Chủ thể, Tiến là một chú bộ đội dũng cảm, bài học là sự dũng cảm, nghị lực để đi tiếp. Ý nghĩa cuộc đời đó như cầu nối với kiếp sống này. Sau đó, bạn Jenny Inchu kết nối cho phần hồn này nhập lại vào chủ thể thì gặp phải sự cản trở. Bạn gọi linh hồn đó ra nói chuyện thì được biết linh hồn đó tên là Lucy. Đây là một vong hồn nhập vào phần mảnh hồn thất lạc và ngăn cản không cho mảnh hồn của chủ thể nhập lại. Mất khoảng một thời gian, bà Jenny cũng thuyết phục được Lucy rời bỏ cơ thể của chủ thể để quay về nguồn. Lucy liền nhìn thấy ánh sáng phía trên đầu, có rất nhiều thiên thần tới đón. Cảm giác rất thích thú vì các thiên thần đối xử rất tốt. Khi Lucy rời đi, chủ thể cũng nhập lại được mảnh hồn của chú bộ đội tiếng kia. Năng lượng lúc nhập lại rất mạnh làm cho chủ thể cảm thấy khó chịu, nên bản thể cao hơn xuất hiện và chữa lành cho chủ thể. Ca thôi miên kết thúc. Để thu thập lại các mảnh hồn mắc kẹt, linh hồn cần phải học bài học liên quan đến vấn đề tâm thức của phân mảnh đó với tình thương, sự tha thứ để giúp cho các phân mảnh này trở về nhà. Những phân mảnh này không chỉ là vong hồn mà còn có thể là những phân mảnh nhỏ hơn của vong hồn, là các năng lượng bị mắc lại như nỗi đau đớn, sợ hãi, uất hận, giận dữ vô cùng mãnh liệt chìm sâu trong ký ức của mỗi người. Những phân mảnh mặc dù bị mắc kẹt nhưng vẫn có sự liên kết với tổng hồn, vì vậy chúng cũng ảnh hưởng tới các phân mảnh khác, như sự liên kết trực tiếp với nỗi đau thể xác hoặc ám ảnh một sự vật địa điểm nào đó liên quan trong kiếp sống bị mắc kẹt đó. Liên quan đến hiện tượng này, tôi xin thuật lại một câu chuyện có thật của chị BH. Nhưng lần này không phải là việc giúp đỡ giải thoát cho những vong hồn khác mà là việc chữa lành cho chính linh hồn của chị. Từ nhỏ chị luôn có một nỗi ám ảnh khi bị ai đó xối nước từ trên đầu xuống làm chị có cảm giác tắc thở và muốn chết đi. Lớn lên chị cũng không bao giờ dám tắm dưới vòi sen mà chỉ có thể múc từng ca nước dội từ cổ xuống. Còn đầu thì phải gội riêng. Mặc dù vậy, chị không sợ nước mà chỉ cần học bơi 2 buổi là có thể tung hành khắp bờ biển Quy Nhơn. Chị luôn thắc mắc về điều đó. Chị thích đọc kinh Phật, mặc dù không quy y theo đạo Phật. Chị có khả năng hiểu và thuộc rất nhanh các bài chú. Nhưng riêng chú Đại Bi thì đến đoạn gần cuối là ngắt ngứ, dù cho cả 100 lần đọc đi đọc lại cũng vậy. Đây là vấn đề thứ hai mà chị luôn thắc mắc, muốn làm rõ. Một ngày chị có một giấc mơ kỳ lạ, chị là một con cá nhỏ bơi tung tăng trong một con rạch ở sát bên chùa. Sát bên chùa có một cây dừa to, thân cây nghiêng ra phía rạch nước. Ngôi chùa có hình dáng đặc biệt khác hẳn so với những ngôi chùa mà chị đã thấy ở miền Bắc hay miền Trung, vì có mái hiên hai bên rất dài với những tháp nhọn. Hàng ngày chú cá được nghe các sư tụng kinh đến nỗi cũng thuộc gần hết. Một ngày nắng to, con rạch bị cạn nước, con cá nhỏ nằm thoi thóp thở bên bờ rạch dưới một tàu dừa khô. Con cá nghe tiếng ông sư gọi: "Mấy chú đâu, xách nước đổ xuống rạch đi, kẻo chết hết cá rồi." Con cá thấy hai chú tiểu khoảng 7-8 tuổi khệnh nệ khiêng thùng nước tới, họ đổ ào xuống ngay nơi con cá nằm, làm nó ngộp nước chết đi. Sau đó chị mơ thấy khung cảnh chị đi đến ngôi chùa, ông sư to cao mặc bộ đồ vàng ra gặp, gọi chị là con. Chị khóc om sòm kể lể những nỗi khổ sở thời gian qua. Ông an ủi chị rằng sau này khi gặp ông, chị sẽ không còn phải khổ sở nữa, rồi lấy ra một cái vòng vàng đeo cho chị. Khi tỉnh dậy, trong lòng chị rất hoang mang.
Chỗ được đeo vòng tay, chị có cảm giác rất thật. Một thời gian sau, một người bạn gửi cho chị tấm hình một sư thầy dạy mặt tông. Chị giật mình khi hình ảnh giống hệt như người trong mơ chị đã thấy. Chị lên mạng kiểm tra thì thầy này ở chùa Long Phước, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, nhờ có dịp một người bạn có gì lấy chồng về Đồng Tháp. Chị muốn đến tận nơi để thăm ngôi chùa đó. Đến nơi, chị nổi da gà khi nhìn thấy ngôi chùa, sư thầy, cây dừa, rạch nước, vân vân, giống hệt trong giấc mơ. Sư ông kể rằng con rạch này thông ra sông nên mọi người thường đến thả cá phóng sanh. Cách đây mấy chục năm cũng có bị cạn nước một lần. Chị kể toàn bộ câu chuyện với sư ông vô cùng ngạc nhiên. Trước khi về, chị xin phép tắm lại đó một lần. Chị vào nhà tắm, mở vòi sen hết cỡ, dội thẳng vào đỉnh đầu. Từ đó về sau, cảm giác ngộp thở hoàn toàn biến mất. Như vậy, những cảm giác như ngộp thở, không nhớ được đoạn cuối của chú đề bi là vấn đề từ phân mảnh của con cá trong tiền kiếp. Sự mắc kẹt này ảnh hưởng đến các phân mảnh khác. Là chị trong kiếp này và chị cần đến tận nơi để giải thoát cho phân mảnh mắc kẹt đó. Thông qua các quá trình trải nghiệm lại với nước, mảnh hồn của chú cá được giải thoát và chị cũng giải thoát khỏi nỗi ám ảnh từng có. Cả phân mảnh con cá và chị đều cùng thuộc về một tổng hồn. Thông thường trong quá trình phân mảnh hồn, nếu những phân mảnh hồn không đủ năng lượng để trải nghiệm kiếp người, nó sẽ chọn kiếp động vật như cá chẳng hạn. Do vậy, không có chuyện kiếp này làm chuyện ác khi làm người sẽ bị đày làm kiếp động vật kiếp sau. Tất cả chỉ là trải nghiệm của linh hồn. Hãy nhớ rằng rất nhiều linh hồn động vật hiện nay chính là những phân mảnh hồn khác của chúng ta. Sát sinh quá nhiều sẽ làm cho mảnh hồn đó bị mắc kẹt, ảnh hưởng ngược lại cho con người qua những nỗi đau thể xác tinh thần hay nhiều loại bệnh tật mới kỳ lạ. Đó là vấn nạn của nhân loại hiện nay. Anh xin chào tất cả mọi người. Đây là đoạn trong cuốn sách Luật Tâm Thức của Ngô Sa Thạch. Thì tất cả các video mà mình đã đăng lên thì mình không có sự chia sẻ. Tuy nhiên là trong cái đoạn cuối của cái phần trích đoạn này nó có sự mâu thuẫn với các cái nội dung mà mình đã đăng. Cho nên mình xin phép kết hợp giữa luận tâm thức và những cái video về Phật học mà mình đã đăng để chia sẻ cái quan điểm của mình. Trong cái đoạn cuối này thì tác giả có nói là không có chuyện mà con người làm ác kiếp sau sẽ trở thành làm kiếp động vật. Thì theo Phật học thì có nói là nếu như một con người làm ác thì kiếp sau sẽ đọa vào hàng ngạ quỷ súc sanh. Mình sẽ kết hợp giữa bài học của luật tâm thức và bài học về nội dung Phật học mà mình đã được học và những cái trải nghiệm của mình để mình được nêu ra cái quan điểm của mình là mình vẫn tin linh hồn ban đầu được phép chọn trải nghiệm cuộc sống của mình giống như là mình đang nhập vai vào những cái bộ phim đó. Tuy nhiên, sau khi mà chọn trải nghiệm các kiếp sống cây cỏ hoa lá động vật hay là người thì linh hồn bị mắc kẹt lại, đồng nghĩa trong cái nội dung Phật học có nghĩa là linh hồn sẽ bị luân hồi trong sáu cõi. Thì cái linh hồn phân mảnh thứ nhất, ví dụ như thứ nhất làm con cá, thứ hai làm con người, thì linh hồn phân mảnh thứ nhất sẽ kết nối với linh hồn phân mảnh thứ hai. Nó tương tự như trong Phật học thì sự đầu thai của kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai nó cũng có liên quan với nhau. Một số câu chuyện về luân hồi thì những người đầu thai thì thường hay nhớ về những cái chuyện kiếp trước. Hay có một số câu chuyện là khi mà một người nào đó được đầu thai mà kiếp trước là kiếp của động vật, thường thì kiếp này họ sẽ có những cái thói quen, những cái tập tính của động vật ở kiếp trước. Luật tâm thức, linh hồn phân mảnh bị mắc kẹt lại do rơi vào trạng thái oán giận, sợ hãi. Tương tự như trong Phật học, con người bị rơi vào trong sáu cõi luân hồi. Nguyên nhân vẫn còn tham sân si mà không rút ra được bài học cho mình. Vì vậy, mình kết hợp giữa luật tâm thức và Phật học. Mình vẫn tin là có linh hồn. Do đó, mình tin linh hồn ban đầu có quyền chọn sự trải nghiệm cho mình. Tuy nhiên, các phân mảnh linh hồn do không rút được bài học cho mình cho nên đã bị mắc kẹt lại. Cho nên việc mà khi một con người làm ác kiếp sau làm động vật, đó là chuyện hết sức bình thường. Vì chỉ có như thế thì các linh hồn mới có những bài học cho mình và không bị mắc kẹt nữa.